Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Bước sang tuổi 70, danh ca Thái Châu vẫn giữ được phong độ, trẻ trung cùng giọng ca nội lực. Không những thế, ông còn khiến nhiều người ngưỡng mộ cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Thái Châu tên thật là Trương Kiêu Thông, là một ca sĩ người Việt nổi tiếng trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Ông là một trong những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam trước năm 1975 cho đến nay với dòng nhạc trữ tình, quê hương. Gia đình Thái Châu là gia đình văn nghệ, theo ngành cải lương. Cha ông là phó giám đốc của công ty cải lương Kim Trung nổi tiếng tại miền Nam trước năm 1975. Mẹ ông là nghệ sĩ cải lương Kim Nên cùng thời với một số nghệ sĩ như Út Trà Ôn, Thanh Tao. Tuy gia đình có truyền thống cải lương nhưng bản thân ông lại đam mê tân nhạc. Năm 1966, khi đang theo đoàn của mẹ ra Vũng Tàu lưu diễn, ông lần đầu tiên trình diễn trong một quán cà phê tại đó. Năm 1969, ông vừa đi học vừa tham gia biểu diễn tại phòng trà đệ nhất khách sạn do ca sĩ Mai Lệ Huyền làm giám đốc. Sau đó, ông được Trần Văn Trạch, em của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, giới thiệu về ban nhạc Shotgun của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Sau năm 1975, ông ở lại Việt Nam, hoạt động trong đoàn Kim Cương cùng với Thanh Tuyền, Họa Mi, Phương Hồng Quế. Thời gian này, ông chủ yếu hát nhạc cách mạng và những bài ca vọng cổ. Năm 1991, ông sang Canada định cư. Từ đó, ông trở lại với dòng nhạc thủ ban đầu của mình. Ông tham gia nhiều trong các chương trình thu hình tại hải ngoại. Những năm gần đây, Thái Châu thường xuyên trở về nước tham gia các chương trình trò chơi âm nhạc với vai trò giám khảo. Ông cũng tham gia nhiều đêm nhạc lớn nhỏ trong và ngoài nước khác nhau. Mới đây, tại buổi họp báo công bố phát sóng chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, nhạc sĩ chủ đề, rất nhiều người nghệ sĩ đã chủ động đeo khẩu trang, đo nhiệt độ để phòng ngừa dịch cúm. Danh ca Thái Châu đã khiến nhiều người nghệ sĩ và khán giả suýt choa ngưỡng mộ khi đích thân đo nhiệt độ và ân cần chăm sóc bà xã suốt buổi họp báo. Với bạn bè thân thiết thì đây không phải là điều gì lạ lẫm, bởi ai cũng biết Thái Châu luôn ngọt ngào với vợ và đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cuộc sống tôi bây giờ đơn giản lắm, chồng ở đâu thì vợ theo đó cho chắc ăn, vui vẻ. Nếu cứ vợ một nơi, chồng một nẻo thì buồn lắm. Tôi cố gắng sắp xếp nếu đi đâu lâu thì đưa vợ theo. Đưa vợ theo cùng có vướng bận hay không thì còn vào tùy suy nghĩ của mỗi người. Nếu họ cho đó là phiền hà thì thấy không thoải mái và ngược lại. Nếu nghĩ điều đó theo hướng tích cực thì nó sẽ tích cực. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu khán giả nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc thì họ sẽ trân trọng hơn, Thái Châu bộc bạch. Nói đến bà xã, ông chân thành thổ lộ. Bà xã yêu thương và chăm sóc tôi tận tình, dù đã chung sống nhiều năm, nhưng tình cảm giữa chúng tôi không có gì thay đổi. Vợ là người hiểu tính tình của tôi nhất, cô ấy luôn để tôi được tự do làm điều mình thích, mà không phải tuân theo sự quy định nào. Vợ cũng là người giúp tôi chỉnh trang, giữ da và giữ giọng mỗi khi đi diễn, để sự xuất hiện của tôi trước công chúng phải thật chỉnh chu. Thái Châu cũng tiết lộ mỗi lần đi lưu diễn, ông vẫn có khá nhiều fan cuồng theo đuổi, không riêng gì fan nữ, nhiều fan nam cũng mê ông như điếu đổ. Tuy nhiên, ông luôn giữ bản thân chừng mực, không làm điều gì khiến vợ phải ghen tuông. Vì thế bà xã luôn hiểu và tin tưởng chồng. Vợ tôi không ghen mà ngược lại cảm thấy vinh dự khi thấy chồng có nhiều người yêu mến, ca sĩ Thái Châu tâm sự. Sinh năm 1991, là một trong những gương mặt vàng của làng nhạc Bolero và được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Danh ca Thái Châu ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua hàng loạt qua khúc trữ tình và từng là giọng hát đinh ở nhiều sân khấu ca nhạc hải ngoại. Sau nhiều năm bôn ba xứ người, Thái Châu về nước và tham gia các chương trình truyền hình, làm giám khảo game show ca nhạc. Hiện tại, danh ca Thái Châu đang sống cùng vợ tại chung cư cao ấp ở khu Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh. Các con anh đều đã trưởng thành và hiện đều định cư ở nước ngoài. Từ năm 2014 cho đến nay, ông hoạt động chính tại Việt Nam và nhận lời làm giám khảo cho hàng loạt các cuộc thi ca hát như Solo cùng Bolero, Sao Nối Ngôi, Người Kể Chuyện Tình, đồng thời liên tục xuất hiện trong các chương trình biểu diễn lớn. Bước qua độ tuổi U70, Thái Châu không chỉ giữ được ngọn lửa đam mê với nghề mà còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có tổ ấm đầy viên mãn bên người vợ tâm lý. Được biết, Thái Châu bén duyên với bà xã hiện tại từ khi còn đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài. Người bạn đời của giọng ca Ai Về Sông Tương không hoạt động nghệ thuật nhưng am hiểu về môi trường giải trí và thường xuyên có mặt ở hậu trường các buổi biểu diễn để hỗ trợ Thái Châu những việc cần thiết. Từng có hơn 20 năm sống khá kín tiếng đời tư, nhưng vài năm trở lại đây, Thái Châu thoải mái để vợ xuất hiện trước đám đông, đồng thời chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống với hôn nhân với truyền thông.
Thái Châu bật mí rằng người bạn đời kém gần chục tuổi không bao giờ ghen tuông dù ông được cả phen nữ lẫn phen nam theo đuổi. Ngoài tin tưởng chồng, vợ Thái Châu còn chăm sóc tận tình để ông có sức khỏe tốt và hình ảnh chỉnh chu mỗi khi bước lên sân khấu. Dù đã gắn bó nhiều thập kỷ, nhưng Thái Châu khẳng định tình cảm giữa ông và bà xã chưa bao giờ thay đổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.